Chào mọi người, hôm nay mình ăn sò bự. Mình chờ thấy mấy con sò huyết bự quá, mua gì ăn. Chấm với muối tiêu, muối ớt tây ninh, lại để thêm tiêu. Mình hấp ăn cho nó dễ, để cái xào bỏ dầu. Ngâm một ngày một đêm cho nó sạch. Ăn với nếp thang. Ăn còn bự nhất. Rồi nó mới bắt lên. Ngọt mọi người, có mấy con ruồi dạ 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 này lại thích ăn nếp thang, không muốn ăn cơm. Con bự
sao biết đâu quá bự sáng này đợt này bự dữ. Đêm tươi ngon quá mọi người. Bây giờ không chết à. Chẳng biết thôi tình.
con này là phải ăn bóc. Ăn xả nữa.